Đấy, mình chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với cả video xem kênh của mình nhé. Thì là hôm nay mình tiếp tục xách con chim cút của mình này ra để mà bẫy chim cút cho mọi người xem. Mình sẽ di chuyển ra khu này, khu hôm trước là mình bẫy khu trung tâm mình bẫy ở trên này. Thì là vừa đấy mình có kích loa mà nó vẫn không vào. Thì là bây giờ là mình sẽ di chuyển ra khu khác để tìm bẫy chim cút cho mọi người xem thế nào. Thì hôm mình cũng khá lâu rồi không chơi được bẫy chim cút rồi, thì cũng mấy được mấy ngày rồi đấy không đi bẫy chim cút, thì cũng lâm ra là cũng muốn đi bẫy chim cút thử xem. Thì ngoài bẫy chim cút ra thì trên mình bây giờ cũng chưa biết là bẫy chim gì nữa mọi người ạ. Thì là chắc khả năng nếu mà không bẫy chim cút thì chỉ có đi bẫy chim săn, nhưng mà chim săn phải có thời gian để đi bẫy. Thì bây giờ mình có thời gian để bẫy chim săn, thì là hôm nay mình sẽ di chuyển ra khu này để bẫy chim cút cho mọi người xem trước. Thì chim săn thì hôm nào mình sẽ đi test thử cái lồng mà hôm trước mình chế kia cho mọi người xem. Đấy, hôm nay là bẫy chim cút trước mọi người nhé. Ok, mọi người cùng đi theo mình để bẫy chim cút như thế nào mọi người nhé. Đây, ok mọi người nhé. Thì là mình đã lặt bẫy ở đây. Mình sẽ di chuyển xuống đây thì mình lặt bẫy ở đây. Thì không biết là khu này có không, nhưng mà mình cứ phải lặt bẫy trước. Thì nhớ đâu nếu mà ví dụ như là giả sử như mà kích trước thì thấy nó vào thì mới đặt bẫy, thì nó chậm mất thì nó thấy người thì nó lại đi mất, nó không vào thì mình đã đặt bẫy trước thì mình mới kích loa lên. Còn nếu mà nó vào thì mình sẽ đặt máy vào quay cho anh em xem, thế thấy nó mới nhanh. Này, mình đã đặt xong anh em nhé. Mình đã đi lá cà phê che lại phần bên con chim. Thì bên mặt này là đấy, bên mặt này thì là nó sẽ vào đây lánh, thì thấy con chim mồi mình sẽ vào lánh thì sẽ vào giấm ở đây, thì nó sẽ bụp phát, nó sẽ nhảy xuống. Ok chưa? Còn cái thòng kia thì còn phần thòng, phần này là phần thòng này anh em này. Thì cái này là đề phòng mà lúc nào con trống nó vào, con trống nó hay không vào lánh đâu mà. Thì nó vào thì dính thòng thì nó sẽ dính vào đây, đi qua đây sẽ dính. Đây, đây một thòng nữa. Ok chưa? Đấy. Ok mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ loa chờ xem nó vào, nếu mà nó vào mình quay lại anh em xem. Nếu nó không vào mình sẽ chuyển ra chỗ khác thôi. Ok nhé. Thank you.
nó vào rất là nhanh luôn anh em ạ, kinh khủng thật. May mình còn lặt máy trước, không thì không xong rồi anh em ạ, may quá, may luôn. Ok, được đấy. Mình di chuyển hẳn 3-4 chỗ anh ạ thì mới bắt được con này. Thì mình lúc đầu mình di chuyển đi chỗ cú mình mấy hôm trước kia, nhưng mà đâm ra là nó không vào nữa, nó bị dính trưởng thế rồi nó không vào nữa. Thì mình di chuyển ra đây thì có ngay anh ạ, có ngay hàng ngon đây. Tí anh em xem sau em nhé. Ok chưa, giờ là mình sẽ tìm một chỗ nào để lặp tiếp nữa anh em ạ. Đấy, được một con rồi, giờ là tìm chỗ nào để lặp tiếp nó có vào nữa không nhé. Ok anh em cùng theo mình bấy, hôm nay là có thuộc là 2 con không em nhé, hoặc là chỉ được một con thôi anh em nhé. Ok đi thôi. Ok, và đây là vị trí tiếp theo thì mình sẽ kiếm con thứ hai, thì không biết là nó có vào không, giờ kích loa tiếp người nhé. Ok cho anh em, vậy là sau một hồi mình di chuyển thì là mình đã bấy là thành công là một em cút rừng người nhé. Thì là hôm nay là mình cũng di chuyển khá là nhiều chỗ, khá là nhiều vị trí. Thì là em cút rừng của mình đây, thì là mình không có cái gì để cho vào ấy. Thì hôm trước mình với anh cho bác TV cho vào buổi xào màu, nhưng mà hôm nay mình không mang buổi người ạ. Thì là đây thì con của mình đây. Thì nói chung là hôm nay bấy chim cút này rất là vất vả, gian nan lắm anh em ạ. Thì cũng mong là anh em ủng hộ mình nhiều, anh em đăng ký kênh và like, đăng ký kênh, chia sẻ video cho mình để nhiều người biết đến mình hơn. Thì nói chung là bấy chim rất là gian nan luôn, khó khăn. Nói chung là bấy chim cút này còn nếu mà chỗ nào có thì nó còn đơn giản chứ, chứ trên mình là nó rất là hiếm chim cút rồi. Thật ra là bấy chim là khó khăn lắm, nên là mình rất là mong anh em là ủng hộ mình rất là nhiều. Đấy, đây là con cút của mình. Đó, nếu để cho anh em xem đây rất là ok, anh em có thể nhìn thấy đó. Đấy, rất là to luôn, con này rất to lắm anh ạ. Hôm trước kia là mình bấy về kia là cùng anh em tập bắt vi bấy về kia là một con là bị chết mất rồi mọi người nhá, thì vẫn còn mỗi một con mồi này thôi. Thì hôm nay mình đã có tìm được bạn cho con chim của mình rồi. Đấy, ok. Thì mình có thể là sẽ bắt ra cho anh em xem. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt ra cho anh em xem như thế nào anh em nhé. Đấy, em có thể nhìn thấy béo lắm, con rất to luôn, to hơn con chim của mình nhiều.
bắt nó phải cẩn thận, không nó bị sổng mất thì là uổng công ra anh em ạ. Bắt rất là khó luôn, lấy ra rất là khó, kiểu nó vào kiểu này là khó lấy ra lắm. Đây, con mồi đây. Còn đây là con bới bấy này, con bồi này. Đó. Chắc là con cút này cũng sẽ bay khỏe lắm đây anh em ạ. Đây, anh em có thể nhìn thấy là mỏ nó rất là bẩn luôn, con nắng rất là bẩn. Đó. Này, chân nó thì nói chung là quá ok rồi. Con này là chỉ vào mỗi một con, không vào con trống nó không vào cùng chứ. Thế nó mà nếu mà con trống nó vào cùng thì khả năng là mình sẽ lợi để cho nó dính vào cái thòng này của mình. Nhưng mà nó vẫn không vào cùng, đâm ra là thôi, mình phải chạy đi đấy luôn. Mình thấy vào một con, nhưng mà con này là nó không vào cái lằng cái mà bên hướng mình quay đi cơ, nó vào lằng sau cơ. Nó kiểu lằng ở lằng sau đi vào cơ. Thế anh em không nhìn thấy nó từ xa nó vào. Nó vào nhanh lắm anh ạ, nó chạy vào nhanh lắm. Chắc hôm nào là mình sẽ phải thiết kế là tìm chỗ là chọn vị trí để hướng nó vào cho anh em xem lúc mà nó vào ấy, vào rất là nhanh. Ui nó lao vào cái kiểu là sắp vào lánh luôn rồi ấy. Đây, cút đây. Ok anh em nhá. Đấy. Bây giờ là mình cất chuẩn bị đi về thôi. Hôm nay là chuyến đi với chim cút của mình là mệt lắm rồi, đi rất là nhiều xa, di chuyển rất là nhiều. Đấy. Đấy. Thôi anh em nhá, có lẽ đây là mình xin được dừng video ở đây. Nếu em thấy video hay, đừng quên like video, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.